giờ mình đang lên tàu để đi về Thanh Ta nha.
trước là cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng. Đang xây dựng với tiến độ rất nhanh. Phía bên trên đường Tôn Đức Thắng thì đã phủ kín rồi. Thì còn là khúc giữa sông nữa thôi, tiếp theo là Sài Gòn. Quá đẹp. Khi cầu Thủ Thiêm 2 này xây xong thì đây sẽ thành cây cầu dây văng đẹp nhất Việt Nam. Biểu tượng mới của Sài Gòn, cây cầu biểu tượng mới của Sài Gòn. Golden River, một dự án căn hộ siêu sang đắt đỏ bậc nhất của Sài Gòn. Phía dưới là dãy biệt thự cũng nằm trong quần thể dự án. Khu biệt thự này thì đã bàn giao rồi, giá đơn giá một căn thấp nhất khi mới bàn giao của chủ đầu tư là 140 tỷ một căn. Đây là một trong những cái khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất Việt Nam. Lối thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển. Bên này thì đang hoàn thiện và thi công tuyến đường metro ngầm đi qua dự án. Sắp tới khi bên metro hoàn thiện xong thì bên chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng bến du thuyền trên nền bến cảng, bến du thuyền cũ của khu tổ hợp Ba Son cũ. Đang chuẩn bị đi qua cầu Thủ Thiêm
Nam đến Sài Gòn Pearl. Và bây giờ chuẩn bị qua thân thể Vinhom xin chụp bác. Xa xa là cầu Sài Gòn. Mình chuẩn bị ghé vào bến Bình An. Kia là bến du thuyền của cư dân Vinhom Central Park. Đây là bến du thuyền cá nhân nha. Bến du thuyền của cư dân Vinhom Central Park. Mình có thể thấy lục bình đang